Kính chào quý vị và các bạn. Thì trong video lần trước, chắc mọi người đã thở phào nhẹ nhõm khi biết mất sổ đỏ là không quá nguy hiểm như chúng ta vẫn tưởng, vì vẫn có thể làm thủ tục cấp lại. Thì tôi cũng đã hứa rằng sẽ gửi đến quý vị và các bạn video hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục cấp lại sổ đỏ, sổ hồng. Và tất cả những vấn đề này sẽ có trong video ngày hôm nay nha. Nhưng trước tiên, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký và cái chuông thông báo để ủng hộ Thư viện Pháp luật nha. Rồi bắt đầu thôi nào. Khi sử dụng quản lý sổ đỏ, sổ hồng hay tên gọi chính thống là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, gọi tắt là giấy chứng nhận, thì người dân sẽ không tránh khỏi các rủi ro như là bị hư hỏng, thất lạc hay là bị mất cấp, vân vân. Thế nên là nhiều người sẽ có nhu cầu đổi, cấp lại giấy chứng nhận, và luật cũng có quy định là người dân được cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận nếu bị mất. Vậy nên khi làm mất hay là bị hỏng giấy chứng nhận thì quý vị và các bạn cần tiến hành các bước sau đây. Tiến hành khai báo với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, ngoại trừ trường hợp mất do thiên tai, hỏa hoạn nha. Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ có trách nhiệm niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận sau khi tiếp nhận thông tin. Và sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo, hộ gia đình, cá nhân bị mất giấy chứng nhận nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận. Vậy hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận gồm các giấy tờ gì? Thứ nhất là đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo mẫu. Thứ hai là giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận trong thời hạn 15 ngày đối với hộ gia đình, cá nhân. Hoặc là giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn. Về trình tự thủ tục, thật ra thì trình tự nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ cơ bản sẽ giống như quy định cấp giấy chứng nhận lần đầu. Cho nên để tôi nhắc lại cho quý vị và các bạn nhớ nha. Bước 1, nộp hồ sơ. Công dân có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tại các nơi được quy định như sau. Thứ nhất là nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Thứ hai là đối với nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Thứ ba là đối với địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp hồ sơ tại bộ phận này các bạn nha. Thứ tư là có thể nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất nếu chúng ta có nhu cầu. Và lưu ý một điểm khá mới trong quy định tại Nghị định 148/2020. Theo đó thì căn cứ vào điều kiện cụ thể tại địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ ban hành quy chế về việc lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai, tại một trong các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn cấp tỉnh hoặc địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ. Nếu đủ hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết và đưa phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp, trong đó có ghi ngày hạn trả kết quả. Trường hợp nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa là 3 ngày, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Bước 3. Giải quyết yêu cầu. Trong giai đoạn này thì cơ quan đăng ký đất đai sẽ có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ và giải quyết. Nói chung là cái này thuộc về trách nhiệm của cơ quan nhà nước nên chúng ta chỉ cần chờ đợi thông báo mà không cần quan tâm lắm nha. Các công việc cơ quan chức năng sẽ làm để giải quyết hồ sơ như sau. Thứ nhất là trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính hoặc chưa trích đo địa chính thửa đất. Tiếp theo là lập hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện ký quyết định hủy giấy chứng nhận đã bị mất, đồng thời là ký cấp lại giấy chứng nhận. Cuối cùng là chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Và bước sau cùng là bước trả kết quả. Thời gian cấp sổ đỏ sẽ không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì thời gian cấp sẽ là không quá 20 ngày. Và lưu ý là thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ, thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, vân vân. Và trên đây là toàn bộ thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đây cũng là nội dung trong series đất đai mà Thư viện Pháp luật đã gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.